Xin kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang nghe xem kênh Thì sáng hôm nay, sáng hôm nay là thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2024 Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình Thái mới nhất vào khoảng 9 giờ sáng hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long Khu vực uh, miền đông, khu vực Tây Nguyên, chú bà con, quý anh chị các bạn cùng mà tham khảo Thì ngoài cập nhật tình hình mít thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả có một số là nông sản Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn thì tình hình Thái Cập nhật mới nhất vào khoảng 9 giờ sáng hôm nay thì giá mít bất ngờ giảm so với ngày hôm qua. Giá giảm cũng khá là mạnh so với ngày hôm qua nếu bà con. Sau những ngày giá ổn định tăng liên tục thì hôm nay giá mít đang có chiều hướng đang giảm. Giá giảm cho với ngày hôm qua từ 2 ngày đầu ký thì tạm thời mình xin cập nhật giá buổi sáng. Nếu trong buổi trưa buổi chiều giá mít có thay đổi mạnh thì mình sẽ làm thêm. Giá mít ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đầu tiên là khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì mít kem lớn dao động ở mức từ 26 000 kem gì là 16 000 và mít kem dao động từ 10 000 Chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ những cái động từ 4 đến 5 000 Còn khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mít kem lớn dao động ở mức từ 27 000 kem gì là 17 000 và mít kem 3 dao động ở mức từ 11.000, mít chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua mít chợ giúp giá động từ 4.000 đến 5.000. Còn khu vực Tiền Giang, khu vực Tiền Giang hiện nay thì mít kem lớn, kem lớn dao động từ 28, kem nhì là 18 và mít kem 3 dao động từ 11.000. Mít chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua mít chợ giúp giá động từ 5.000. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dựa mít khu vực miền đông như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu, khu vực miền đông hiện nay thì mít kem lớn dao động ở mức từ 3 23 23.000, kem nhì là 13.000 và mít kem 3 dao động từ 7.000. Chợ hiện nay tại khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua mít giúp với cái động từ 3.000. Khu vực Tây Nguyên ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít kem lớn dao động ở mức từ 22, kem nhì là 12 và mít kem 3 là 7.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua mít giúp cái động từ 3.000 tại khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra thì tình hình thái cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần và thương lái mua trên lệch lên xuống là từ 500 đến 1.000 tùy theo từng nơi, tùy theo từng tuyến đường.